Shop thẻ uy tín.com, đây là nơi mà các bạn có thể đổi qua lại tất cả các loại thẻ với nhau. Ví dụ như các bạn có thẻ Viettel, các bạn có thể đổi sang thẻ Garena, hoặc các bạn có thẻ Vinaphone, các bạn cũng có thể đổi sang thẻ Mobifone. Và nói chung là trên shop này các bạn sẽ đổi qua lại tất cả các loại thẻ với nhau các bạn nhá. Và nếu như các bạn có nhiều thẻ cào mà các bạn không dùng đến, các bạn cũng có thể lên đây để đổi sang tiền mặt, sau đó rút về ATM miễn phí và tự động 24/7 các bạn nhá. Đây là shop đổi thẻ cực kỳ là uy tín và hiện tại đang là đối tác đồng hành cùng mình anh em nhá. Nên là anh em cứ yên tâm sử dụng dịch vụ trên shop anh em nhá. Link shop mình để dưới phần mô tả cho tất cả anh em nhá. Ok nhá, bây giờ thì anh sẽ đọc luật cho ba em cũng như là tất cả anh em trên live nhá. Luật chơi ba tử chiến, anh em sẽ phải bắn 3 trận liên tiếp. Sau đó ghi khi mà win 3 trận liên tiếp cộng tổng số kill lại 10 kill, 20k, 20 kill, 50k, 25 kill là 100k. Vào trong trận không được phép cứu nhau, cứu là loại luôn. Và nếu như anh em thua một trận thì anh em cũng sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi luôn. Anh em đã sẵn sàng với vua tử chiến chưa nào? Sẵn sàng. Ok. Vô anh em ơi. 1 2 3 vô nào. Đỡ mất tiền hai để xem bạn nam nào. Mất nửa cây máu rồi à? Ồ, em có trình nhưng em đã bị gục rồi. Không được rồi, thế là không được rồi. 2 nam à. 1 nè. Cần tiếp. Cần thế nào được? Sao mà đó được? Sao mà đó được? Quá là ngon luôn, cho cứu đi không được em ạ. Cho cứu nó dễ. Cái này người ta gọi là ai mà nói chung là cái này cái trò chơi càng khó ấy. Những cái gì mà càng khó mình chinh phục được nó mới hay anh em ạ. Đấy. Không phải là không có người không lấy được giải của mình ấy nhá. Đấy, tem LQT là nó lấy giải của mình hai lần rồi đấy anh em. Đấy. Lần trước là LQT Castro với một bạn ở trong quân đoàn mình là lấy được giải một lần rồi. Cái gì vậy? Qua ta kill rồi đấy. Xem nào. Thấy cũng phun đỏ đấy anh em ạ. Ấy à, mày phun đỏ đi. Hay quá, đúc chích hay quá em ơi. Vừa rồi sơ hở phát là phun đỏ anh em. Ấy à, đừng. Công ngẫu là chết rồi. Ôi sao kéo tâm ghê ấy. Ấy chà hay. Thằng này gớm vậy. Anh em bên tem 4 anh em mang đi Minchi đi, mình nghĩ là hợp lý hơn anh em ạ. Không có xuyên keo à em ơi. Hai. Chích hai. Thằng kia một viên. Lưỡi ba nghìn. Ôi. Vãi đạn thật anh em. Ai cha. Khét đấy, được anh em. Thằng GK này ghê vậy. Thằng GK này bắn được anh em ạ. Ơ đồ. Anh em để ý cái thằng này nhá. Thằng này bắn ghê đấy. Ái chà. Công lên em ơi. Đừng ẩu. Thằng này bắn được nhá. Thằng này bắn được nhá. Nó yếu máu vào đi em. Đuổi nó luôn. Đuổi gì đi. Đừng nó. Đừng nó. Cái gì? À thằng này không đùa được nha anh em nha. Thằng này má nó bắn dính đầu ghê ghê luôn đấy anh em ạ. Quá ghê đấy anh em. Thằng kia bật đi chi nhanh không là xong rồi anh em. Thằng GK này gớm thật anh em ạ. Nó bắn toàn đầu. Thằng vừa rồi mà nó không bật Orion kịp là nó đi rồi anh em. À, nó tự tin thật anh em ạ. Ui, à thằng này áp ca, thằng này áp ca. Rồi xong tem kia áp ca 33 anh em, bắn 33. Đừng nha, thằng này hai thằng vào. Hai, được. Cắn như thế là tốt đấy em ạ. Ấy nó lên này, nó lên này. Ấy. Hai. Ờ còn thằng này, không lánh được rồi. Hắn cái này cánh kiểu gì? Hai. Hai có em ơi, cắm cờ xuống. Đúng rồi,
thôi. Được rồi, nhưng mà cái thằng đấy là cũng gớm anh em. Vô kìa. Thằng này nó tự tin hết nhỉ? Mày tự tin, mày tự tin, múa. Ba thằng kiểu máu công lên đi anh em ơi. Ô sao bên bắn 33 đây anh em, bắn 33 anh em. Bên này chỉ kém lợi thế hơn là không được cứu thôi. Hai, đúng rồi. Kêu phụ tao rồi, thằng này yếu xìu luôn. Bên này hồi máu rồi. Hai, mày múa à? Hai. Nghe loáng thoáng cái gì 44 là sao nhỉ? Ai nói gì nhỉ? Em bảo là chốt đen này 40. Ok, ôi. Lỡ bắn bạn này bay đầu rồi anh em. Thôi đừng one shot ta lại mày bắn bình thường cho tao cái. Trời ơi là trời. Cái gì thằng này 40 máu, thằng kia bắn không trúng bên nào là sao? 40 máu nó bắn không trúng bên nào luôn anh em ạ. Cái cổ què gì vậy? Từ từ thôi. Hay. Công luôn siêu ơi. Lên. Từ thôi. Linh Ngọc lên đi em ơi. Lấy nhiều kim mới có nhiều tiền. Linh Ngọc ơi lên đi em ơi. Lên. Thành vụ đấy, đừng nghe Thành. Thằng kia nó ở cái thế khó anh em ạ. Alo, giờ chơi nào đang mở cái like của anh thì giảm bớt cái tiếng đi nhá em ơi. Thằng nào đấy anh thấy nó nói hơi nhiều nhá. Nói nhiều giống anh hết nhỉ. Tắt đi nhá em ơi. Tốt lắm. Đã là anh Thành à, ok em ơi. Em không headshot được nhưng em sẽ cố gắng à, ok. Được. Cố gắng lên em. Hết trận tá xem cốt vào nhá. Đấy anh em thấy chưa? Ngày hôm nay tăng donate lên là mình thấy ít luôn anh em, chứ không mà 10k một slot anh em donate đến cái mức mà anh em xem live không được bắn luôn đấy. Ngày hôm nay như thế là mình thấy là ok, hợp lý rồi anh em, hợp lý quá là hợp lý luôn anh em. Mình thích cho anh em ở trên live và thể hiện anh em. Có cày cho em xin một SLX 3,806,280,925. Ok, đấy vừa nói hết câu một phát, thằng Nobita Suka Chien nó đến luôn anh em. Không sao anh em, vẫn còn dư một slot tem code mà, yên tâm đi anh em. Búp rồi, búp kêu rồi. Hay, đù. Vừa nói xong thằng này làm phao phun đỏ. Hay quá em ơi, tuyệt vời. Đấy, anh cần em mà, ai da. Thằng này chắc mình nghĩ là nó tầm 2k12 anh em ạ. 2k10 đổ lên anh em. Thấy quả tên là mình dự. Thấy quả tên là mình thấy là cũng gọi là cũng uy tín anh em. Đấy. Anh cần em. Không biết là cô giáo nó có dạy nó ghi cái chữ mà mặt nguèo này không anh em nhỉ? Còn có bông hoa ấy chứ, ai chà. Cụ tè đấy. Đệ tử khá bảnh à. Hello anh em, hello các bro, bắn đi. Anh cần em rồi, bắn đi. Rồi ok. Em mới lên nó chưa được chơi được em ơi, lớp mấy cũng được chơi em ơi. Từ lớp 1 đến lớp 2 đều được chơi nha em ơi, lớp 1 đến lớp 2 được chơi hết em ơi. Từ lớp 1 đến lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 đều được chơi nha. Thằng này phải rồi em ơi, chịu thính đấy.
kết bạn với anh được không? Anh em vào đây bắn hay và có thể là chinh phục được vua giải chiến là kết bạn luôn này. Chinh phục vua giải chiến vừa được tiền lại vừa kết bạn với mình luôn. Đấy, mình thì cũng không phải là kiêu căng gì đâu anh em. Nhưng mà anh em nào kết bạn với mình thì phải bắn hay cơ thì mình mới kết bạn anh em ạ. Bắn hay là mình cứ kết bạn thôi anh em. Tại vì anh em là những người có trình đúng không? Lâu lâu anh em vào kéo mình đấy. Có vẻ như tem bên kia hơi yếu nha. Cố lên. Búp rồi, búp kêu rồi. Trời ơi, bay tiền rồi. Cảm ơn mấy em đã cho anh nha. Oh, ok, ra bo anh em ơi. Hay. Một báo đây. Cho em xin slot ít 350.524.898. Ok nha, ngưng phi pha nha. Ok. Hai. Ái chà, mấy thằng kia bắn yếu thế nhỉ? Thằng này 200 dam búp kill rồi, thằng này búp kill rồi. Tên thấy cũng gọi là dân chơi ấy, Rquep Tuấn Anh nhưng mà bắn yếu ấy nhỉ? Cố mà chốt tem này để cho anh em còn bắn chứ. Rồi xong rồi, xong rồi. À đồ. Toàn. Anh thành Tố Hài đi á. Tố Hài làm như thế nào em? Anh không biết Tố Hài đâu. Thật mà. Tố Hài làm như thế nào? Này Hài chưa nhỉ? Hài chưa? Này là Hài chưa em? Hay là nhảy? Nhảy giống mấy cái kiểu gì nhỉ? Donate xong nhảy ấy đúng không? Là Tố Hài đúng không? Mấy thằng này không có trình rồi anh em. Mấy thằng này là mấy thằng không phải xem like mình rồi anh em. Thế mấy thằng xem like của mình nó mà đá like là nó không bắn như thế đâu anh em. Nó chốt bọn này 4-0 luôn anh em. Còn mấy thằng này là mấy thằng không có trình. Đấy, nó ở like nào không biết nhưng mà mấy thằng kia là không có trình anh em. Đấy, 4 bắn 3 mà bắn không nổi là không có trình. Đó. 4-3, 4-1 rồi anh em. Không sao. Mình có rao đầu nữa mà anh em. Không có trình. Ai xa. Khá đá nhỉ. Không sao, thằng này mấy kêu rồi anh em. 4-1 à. Căng nhỉ. Good. The Yagami kêu. Đồ hay đấy. Ok, lô. Nghe mic không em ơi? Em bị bắt đồng rồi. Ai bắt đồng? Thôi em nói thế em không phải không? Ok. Ôi, do chẳng đấy là tên bằng nhã thôi. Rồi, ok, bây giờ thì bọn em sẽ bước vào vòng thứ 2 nhá. Đấy. Thì win vòng thứ 2 và vòng thứ 3, sau đó thì lấy giải cho em đơn giản thế thôi em ơi. Đấy. Trận đầu tiên thì rất là xuất sắc, một chiến thắng với tỷ số là 4-1, cực kỳ là đơn giản. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thứ 2 của Linh Ngọc, Phan MU và bạn FHD Siêu nha anh em. 1 2 3 vào.
Anh em chờ mình xíu nha. Rồi, ok. Hello bạn Huỳnh Minh Thị Trang nhá. Ai là sao ghép cái tem này nó ghép lâu vậy nhỉ? Đây rồi, có rồi. Có trận rồi anh em. Đấy rồi. Được, tem này có vẻ là uy tín đấy anh em. Đấy, nó phải như thế. Cố lên nào, anh em bên kia cố lên nào. Không phải đá like đâu anh em ạ. Không phải đá like đâu anh em. Mấy tên này nhìn không quen đâu anh em. Rồi ok. Hello Phúc Điền nhá. Một máu đấy. Một máu. Nửa máu. 0.5 máu. Công đi. Toang à? Má mày cái của tao. Má đây chút tài nguyên. Thôi qua ta kêu luôn anh em, thằng Linh Ngọc này ghê nha. Tốt lắm. Bú đi. Ai chà. Không sao, win là được, win là. Ui, bên kia. À tí nữa phải ship xuống cho bên này rồi anh em. Bên này yếu vậy anh em. Yeah. Cố lên nào anh em ơi. Đấy. Mấy thằng không phải đá like nó gà như thế đấy anh em ạ. À. Xem thằng Linh Ngọc đây anh em, thằng này có hai thằng Phan Uno rồi. Hả? Cái gì đấy? Thằng vụ 2 rồi. Bên kia đi chung vào. Hai. Đừng ẩu nha, đừng ẩu nha mày. Thằng này tí nữa nó cũng đi rồi anh em. Nó đá mà, ok. Cố lên anh em ơi, cố lên anh em. À thằng Linh Ngọc này bắn tốt đó nhỉ. Này ship cho cái súng này anh em. Vòng 2 bắt đầu khó dần anh em. Vòng 2 là lâu lâu lên ship xuống anh em. Xem tình hình trận đấu như nào. Ship súng cho em này. 10k em ơi, 10k một cái súng em ơi, rẻ. Ê, mua không? Không, ai chơi thế em? Mày donate round này đi, xong round sau anh cho. Không, mà tem uy tín mà. Không, mày không uy tín đâu. Phải donate chứ, ví dụ muốn mua súng là cứ donate trước là được. Thằng Linh Ngọc này bắn được đấy anh em. Anh em bắt thằng này vào, đá like thì bắt thằng này vào nhá. Nhìn này. À thôi thằng này thôi anh em, chỗ này khó bắt nha. Một thằng ở xa nó bắn AM4A1 này anh em. Đừng công. Đây, bắt thằng chỗ thằng Phan MU này anh em. Chạy vòng chỗ thằng Phan MU này được này. Chỗ thằng Liên Ngọc thì anh em không chạy đường đấy được, tại vì có thằng M4 canh ở đấy. Anh em bắt thằng này thì được này. Anh em bắt thằng này thì được nhá. Rồi, lên đi anh em. Công đi anh em, công 3-4 thằng đi chung bảo. 4 thằng đi bắt một thằng. Đấy hai thằng này anh em bắt hai thằng này trước này được này. 4 thằng bắt hai thằng kia đi. Thằng kia nó M4 nó đi lẻ kẻ nó. Bắt đi anh em, bắt đi. Bắt đi. Lên đi, đúng rồi. Nghe tiếng chân rồi, lên đi. Vào đi, không sợ. Đúng rồi, vào, đúng rồi. Công lên. Đúng rồi, đấy, nó phải thế. Nghe theo anh. Thằng Phan Mù này nó yếu rồi. Công đi. Nhìn này, thằng kia móc, đúng rồi. Đấy.
2. Đấy, không phải thế anh em ạ. Thằng này cho nó bắn. Đấy. Thấy không? Lấy sao có dễ không anh em? Quá dễ đúng không? Không, tại không bắt lẻ được, tại vì cái chỗ đằng kia nhá là nó ở một cái khoảng trống ở giữa đường đúng không? Khi mà anh em chạy thì nó sẽ vuốt tầm. Tại vì mình thấy là các bạn bên kia toàn tầm gần thôi. Anh em mà chạy giữa đường nó vuốt tầm, xong với lại hàng này nó cũng chạy được bắn anh em đấy. Anh em cứ nghe theo mình, cái chiến thuật của mình bắn không bao giờ thua được. Chiến thuật của mình bắn không bao giờ thua được anh em cứ yên tâm. Thấy chỗ nào ngon thì mình chỉ anh em vào mà anh em hút kill thôi anh em ơi. Bắn đi em ơi, bắn đi. Đúng rồi, đấy. Lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi. Lùi đi, lùi đi, lùi đi, từ từ để xem nào, để anh quan sát xem nào. 2. Rồi, chạy luôn, chạy đường giữa luôn. Đúng rồi, ra đi em, ra đi. 2, còn thằng kia. Hai win rồi. Chuẩn bị tem code à đâu, vừa rồi là 3 thằng luôn hết à, ai nhỉ, căng ta. 3 bạn donate chuẩn bị nhá. Trần Đức Việt này, bạn name với bạn name, hai bạn tên name không không biết tên là gì. Tối nay anh like đi á. Tối anh không like đâu em ơi, anh chỉ like buổi chiều thôi em. Live từ giờ đến 5 giờ chiều luôn anh em. Nhưng mà tí nữa thì sẽ qua kênh kia để mà mình bắn leo danh. Còn giờ đang chơi vua tử chiến anh em ạ. Cho anh em lấy tiền. Mình cũng muốn mất tiền lắm mà nãy giờ chưa thấy ai vào được vòng 3 anh em. Chỉ có tem này duy nhất tem này vào được vòng 2 thôi. Thằng này không nghe tiếng chân à mày. Ok ok. Nào này cứ cho bắn đi anh em, cứ cho bắn tự nhiên anh em, không cần phải chỉ chiến thuật đâu anh em. Đấy tâm lý rồi mà anh em, tâm lý là đi ngay anh em ạ. Đấy. 500k cân được 3. Trời ơi. Chưa kịp nói hết câu đã xong rồi anh em. Ok.